Xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình sẽ cho cái chú sóc của mình là ăn cái mãng cầu. Này mãng cầu. Mèo đang xem. Để cho mãng cầu vào. Đấy, con chú sóc là đang ăn mãng cầu đấy. Con sóc đang lấy tay lên. Nhìn cái lưới con sóc này. Không nhìn qua. Còn ăn rất khí thế. Mèo làm gì kêu mèo mèo ngoài ngoài rồi. Chán bỏ đi rồi. Là sưởi nắng. Đang ôm cái tấm thảm để sưởi nắng. Sóc này là nhà cái giường bên đây chú sóc đã lôi ra ngoài rồi, lôi ra ngoài để ăn nhai cái hạt này. Đang nhai cái hạt mãng cầu gặm. Sóc đang gặp cái hạt mãng cầu. Chú vẹt ở lồng kế bên đang nhìn sang. Cảm thấy rất tò mò. Đi lên quanh chơi. Nhai hết cái hạt mãng cầu rồi. Đen đen nữa quá. Sóc mát thì mình rất ăn cái hạt mãng cầu, nhai cái hạt nữa bạn. Thank you.
vệ sinh, con ure đang rối rít nhìn. Có khách, có khách, có khách. Con vẹt này chưa biết nói à. Phải tập nói cho chú vẹt mới được. Có khách, có khách. Có khách.